nghe nhạc không Tú, em có kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra không em? Em có anh Thành ạ. Em cũng xin nhấn mạnh lại là không phải ai cũng được đứng ở trên đấy với cả anh A Lăng như em với cả Rider. Em nữa, em có nữa. Hiếu nữa. Anh em rồi, anh Hiếu nữa. Chỉ có ba bọn em thôi mới được đứng cùng anh Lăng. Tụi em là có đúc lót cái gì riêng hay không? Tại sao tụi em ở cái vị trí đẹp quá vậy? Tại vì anh Lăng cảm thấy là chương trình mình 16 người này rất là thế giới. Và em bây giờ rất thế giới. Em bình tĩnh nha. Anh chưa hả? Chưa được anh. Chưa hả? Bữa nay thấy bộ đội giống Ngu Ba Dương quá nè. Ôi. Bữa nay nói chuyện có nanh có nọc rồi nha. Mà hơi chị thừa nhá anh nhá. Chị thừa nhiều đấy. Anh ơi, anh Hành ơi, hình như Hurricane cũng xúc động. Cái gì? Hurricane cũng xúc động. Em muốn nói gì không em? Khóc rồi anh ơi, khóc rồi. Khóc rồi. Khóc. Khóc hả? Sao vậy? Không có khóc. Không, mày lớn rồi không khóc nhè. Sao vậy cưng? Các bạn để cho Khang Khang nó giải bày nè. Sao cưng? Em cảm giác như là một giấc mơ vậy đó. Rồi sao em? Tao nhỏ là khoảng năm kiểu lúc mà thôi nôi đó. Thôi nôi. Là mẹ em có bật nhạc Alan Walker trong đám thôi nôi của em. À. Là mới đẻ. Hồi đó mà nhớ rồi ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Là lúc đó em có quẩy không? Dạ. Lúc đó thôi nôi em có quẩy không? Dạ cũng oe theo tiếng nhạc. Nhưng mà ca khúc đầu tiên anh ra mắt là năm 2015 mà nhỉ? Là mới đẻ đây à, Khang mới đẻ đây à. Đã ra khúc đầu tiên là 2015. Vậy hả? Ừ, lố. Vậy em lộn. Lố nha. Ừ. Sao vậy? Sao nè Kiếp, em thấy sao? Làm việc với bộ đi show quốc tế sao cưng? Dạ thật sự là rất đã, được bắt tay tới hai lần lận. Không mà em cảm giác hồi nãy em ngồi ở dưới em rất là hồi hộp. Em chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như là lúc này luôn. Gọi là thi rất là nhiều vòng nhưng mà em cảm giác là cái này em phải có trách nhiệm hơn. Tại vì là lần đầu tiên mình được ra mắt với một người mình hâm mộ từ hồi nho nhỏ luôn. Hồi nho nhỏ. Đó cho nên là lần này em rất là vui, rất là hạnh phúc thật sự. Hãnh diện luôn, tự hào. Tự hào Việt Nam ơi. Rồi mình cũng là dân làm nhạc nè. Rồi gặp producer quốc tế em thấy sao hả? Dương Đô Mít. Alo. Thật sự là em phải nghiêm túc nói luôn anh ạ. Thực sự là em khi mà lúc mà em ở bên trong ấy, em thực sự rất là run luôn, rất là hồi hộp luôn. Anh Alan, em ngày xưa mà em đã nghe nhạc anh ấy khi mà em nhỏ. Xong rồi em ở nhà em nhảy như khùng ở nhà luôn. Không biết bật nhạc của anh lên em nhảy như khùng luôn. Hôm nay ở đây em gặp anh, xong bắt tay anh. Thực sự sướng anh. Dạ. Sao lúc em gặp anh em không nhảy như khùng đi là ngon rồi. Không, lúc đấy mình phải lịch sự với anh à, như anh. À đúng rồi. Em bắt tay thôi. Đúng không? Em bắt tay đúng rồi. Mình nghĩ sĩ mà. Đúng rồi. Vâng đúng rồi. Đúng rồi. Okay. Alan Walker tham gia một show tại Việt Nam. Anh ta thức nhiều đêm để final mix cho cái bản master này. Wow. Quý vị đang nghe. Anh ta đã combine 4 bài hát lại thành một cái liên khúc cho mình nghe. Cho nó đã, nó chất. Và trong đó có một bài là Who Are Em của ảnh luôn. Mà anh tặng luôn cho anh trai C2 được không? Để thế giới thấy rằng đây Who Are Em, tôi là ai. Show bản thân mình với thế giới. Lần đầu tiên khi cộng tác với một ngôi sao thế giới như vậy thì không biết là các anh trai của chúng ta có cảm xúc như thế nào ạ? À? Có anh trai nào có muốn đóng góp chia sẻ gì không ạ? À? Chia sẻ đi anh. Ai sắc? Thưa quý vị, đầu tiên là phải cảm ơn một đơn vị như thế này. À, đó là Warner Music Việt Nam. Bởi vì không những chỉ là đơn vị phát hành độc quyền bản ghi của anh trai C2, mà đây là đơn vị đã giúp chúng ta có một cái kết nối để mời Alan Walker về với Việt Nam. Và hình như là anh em ngoài làm việc với chất sắc đi ra thì cũng quen thân với lại nhóm của anh Hùng Master. Cho nên là chắc em có kinh nghiệm làm việc với producer quốc tế, em cho anh biết cái cảm xúc của em hôm nay nó như thế nào. Dạ thật sự là nói chung em đứng trước mà anh ôm lấy vía lì lì luôn á. Thấy rung lắm anh ạ. Tại vì thời xưa là em chia sẻ một chút là trước đây khi mà em trước vào đi hát và làm nhạc thì trước đó là em làm DJ. Và cái tên DJ của em thời xưa đó là DJ Hùng Music, cũng là tên FC bây giờ luôn.
Chính vì như vậy là em rất thích âm nhạc DJ và kiểu như em là một thần tượng trong âm nhạc đó. Dạ. Bữa nay đi gặp thần tượng. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Mặt đối mặt đúng không? Dạ đúng rồi mặc anh ạ. À. Không thấy mặt. Mặc dù không thấy mặt, em ước gì em cởi cái khẩu trang ra anh ạ. À. Dạ. Thế ôm lấy ví lì lì luôn á. Lấy ví lì lì. Ông vua cũng vuốt nè, vuốt lấy. Dạ không phải lấy ví nữa. Đó. Quá hay. À, không biết là đây. Ai nghe biết. Ờ, sao vậy? Sao? Sao nè Gip, em thấy sao? Làm việc với bộ đi show quốc tế sao cưng? Dạ thật sự là rất đã được bắt tay tới hai lần lận. Không mà em cảm giác hồi nãy em ngồi ở dưới em rất là hồi hộp. Em chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như là lúc này luôn. Gọi là thi rất là nhiều vòng nhưng mà em cảm giác là cái này em phải có trách nhiệm hơn. Tại vì là lần đầu tiên mình được ra mắt với một người mình hâm mộ từ hồi nho nhỏ luôn. Hồi nho nhỏ. Đó cho nên là lần này em rất là vui, rất là hạnh phúc thật sự. Hãnh diện luôn, tự hào. Tự hào Việt Nam ơi. Rồi mình cũng là dân làm nhạc nè. Rồi gặp producer quốc tế em thấy sao hả Yundomit? Alo. Thật sự là em phải nghiêm túc nói luôn anh ạ. Thực sự là em khi mà lúc mà em ở bên trong ấy, em thực sự rất là run luôn, rất là hồi hộp luôn. Anh Alan, em ngày xưa mà em đã nghe nhạc anh ấy khi mà em nhỏ. Xong rồi em ở nhà em nhảy như khùng ở nhà luôn. Không biết bật nhạc của anh lên em nhảy như khùng luôn. Hôm nay ở đây em gặp anh, xong bắt tay anh. Thực sự sướng ấy. Dạ. Sao lúc em gặp anh em không nhảy như khùng đi là ngon rồi. Không không, lúc đấy mình phải lịch sự với anh à, chứ anh. À đúng rồi. Em bắt tay thôi. Đúng không? Em bắt tay đúng rồi. Mình nghĩ sĩ mà. Đúng rồi. Vâng đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Captain thấy sao cưng? Em á, em phải tìm Captain không? Ừ. Yeah. Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy. Hết. Hoàng Đức Duy bối rối hết. Có một trường hợp rất đặc biệt đấy là em không nghe bài Faded của anh Alan Walker ạ. Mà em nghe tất cả các bài hát của anh Alan Walker ạ. Và em chỉ muốn nói là hôm nay em cảm thấy vừa vui, vừa hãnh diện, vừa hạnh phúc khi Việt Nam mình, một show truyền hình thực tế đã mời được một nghệ sĩ quốc tế rất là lớn về vươn tầm quốc tế mọi người ạ. Yes sir. Anh Tú, em có nghe nhạc không Tú? Em có kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra không em? Em có anh Thành ạ. Em cũng xin nhấn mạnh lại là không phải ai cũng được đứng ở trên đấy với cả anh A Lăng như em với cả Rider. Em nữa, em có hiếu nữa, có hiếu nữa, có hiếu nữa. Em rồi, em hiếu, hiếu nữa. Chỉ có ba bọn em thôi mới được đứng cùng anh Lăng. Tụi em là có đúc lót cái gì riêng hay không? Tại sao tụi em ở cái vị trí đẹp quá vậy? Tại vì anh Lăng cảm thấy là chương trình mình 16 người này rất là thế giới. Và em bây giờ rất thế giới. Em bình tĩnh nha. À, chưa hả? Chưa được anh. Cười cho em chưa hả? Bữa nay thấy bộ đội giống ngu mà dương quá nè. Trời ơi. Bữa nay nói chuyện có nanh có nọc rồi nha. Mà hơi chị thừa nhé anh nhá. Chị thừa nhiều đấy. Nãy thấy Đức Phúc ôm ảnh nhiều lắm. Sao? Đu idol hả em? Em không ôm mà em như này. Đó, xin phí đó. Thực tế là nãy giờ các anh em cũng nói rông dài rồi. Thì bây giờ em nói dài hơn. Chưa xin, đấy mới là trộm vía thôi. Chưa xin vía. Rất là xúc động là vì ban đầu, thực tế khi mà ban đầu em nghĩ là đến với chương trình Anh Trai Say Hi thì em chỉ đơn thuần là mình tham gia một chương trình về âm nhạc, thi chơi cùng tất cả các anh em. Nhưng khi bước vào chương trình rồi thì em mới thấy rằng là chương trình đem lại cho em nó quá nhiều những cái điều mà ngoài sức em có thể tưởng tượng của một game show truyền hình Việt Nam làm được. Và đến ngày hôm nay thì thực sự em phải công nhận một điều rằng là tất cả tinh hoa hội tụ mà từ trước đến giờ em không tưởng tượng được nó đã hội tụ tại đêm chung kết của Anh Trai Say Hi lần này. Và một tràng vào tay chương trình đi ạ. Tại vì thực tế em đúng là toàn là những cái mà em không thể tưởng tượng được. Và có một cái điều nữa rằng là trong cái medley lần này thì là bọn em có rất là vui và rất là vinh dự khi được hát ca khúc Who I Am, một ca khúc mà anh ấy đã mới ra mắt và cũng như rằng là đặt rất là nhiều tâm huyết để nói về cái hành trình và nói để cho biết là tôi là ai. Và có một cái điều mà em còn nể phục chương trình như thế này nữa này anh này, là chương trình, em không biết là chương trình deal như thế nào, anh ấy cho thay đổi lời Việt cho ca khúc của anh ấy luôn. Em nghĩ là nó quá là kinh khủng, tại vì thực tế là ngày xưa em đã có kinh nghiệm, em được làm việc với... Cái đó nó đến từ hai việc. Một là nó chịu chơi, hai là chương trình chịu điêu. Đúng rồi. Em biết cái việc đó nó rất là khó. Nên khó em chứ. Em rất là khó. Cảm ơn chương trình rất nhiều, cảm ơn mọi người ạ.
Anh ơi, anh Thành ơi, hình như Hurricane cũng xúc động. Cái gì? Hurricane cũng xúc động. Em muốn nói gì không em? Khóc rồi anh ơi, khóc rồi. Khóc rồi. Khóc. Khóc hả? Sao vậy? Không có khóc. Không, mày lớn rồi không khóc nhè. Sao vậy cưng? Các bạn để cho Khang nó giải bày nè. Sao cưng? Em cảm giác như là một giấc mơ vậy đó. Rồi sao em? Tao nhỏ là khoảng khoảng năm kiểu lúc mà thôi nôi đó. Thôi nôi. Là mẹ em có bật nhạc Alan Walker trong đám thôi nôi của em. À. Là mới đẻ. Hồi đó mà nhớ rồi ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Lúc đó em có quẩy không? Dạ. Lúc đó thôi nôi em có quẩy không? Ui, ui. Dạ cũng cũng ue theo tiếng nhạc. Ui, 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 ui. Nhưng mà ca khúc đầu tiên anh ra mắt là năm 2015 mà nhỉ? Là mới đẻ đây à, Khang mới đẻ đây à. Đã ra khúc đầu tiên là 2015. Vậy hả? Ừ, lố. Vậy em lộn. Lố nha. Chắc sống. Quá trời. Anh hỏi bên đó mà không hỏi bên này gì hết. Bên em á hả? Rồi. Xin lỗi em. Anh hỏi Quân AP nè. Dạ. Sao em? Dạ. Hát cũng producer quốc tế đã không? Dạ. Chắc là cái ngày hôm nay thì em sẽ nhớ mãi và mai ngày về sau em sẽ bật lại cho đời con, cháu đời con, đời cháu của em nghe để tự hào về bố ngày xưa đã từng diễn một người. Dạ. Hay quá. Thế tính xa kìa không? Giờ tính đứa con cháu rồi đó. Dễ sợ thiệt. Em biết sao cưng, em nhảy đã không? Hôm nay nhảy có sướng không? Nhạc này thì nó quá là sung rồi. Anh thấy mồ hôi mồ kê em là nhễ nhại. Và lúc nãy em còn nói chuyện với Pháp Kiều ở trong kia, em bảo là ơi, âm thanh này vang lên cảm giác kiểu ký ức tuổi thơ nó ùa về. Những cái bài hát này nó đã lớn lên cùng với cả thanh xuân của rất là nhiều người ở đây. Cho nên là thực sự là hôm nay cảm thấy rất là vui và hãnh diện vì chương trình vì đã mời Alan Walker tới đây. Và cảm ơn mọi người và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho tiết mục lần này của Top 16 ạ. Em có cảm xúc không? Có chứ anh. Có đúng không? Có. Anh biết là em đông đầy lắm rồi. À. Không sao đâu. Ủa? Đông đầy là cứ giữ đó. Cũng sao không cần phải chia sẻ. Anh nhìn anh biết em đông đầy rồi là giữ đó. Pháp Kiều xúc động luôn. Gì nói gì không Kiều? Kiều không có khóc chưa? Nói gì không? Không hả? Nó bị phong ấn rồi anh. Phong ấn hả? Ai phong ấn em lại vậy? Gầy quá xương hiện lên. Trời ơi, bữa nay đi nôm cá vậy hả? Nha. Sao? Thấy đứng ghế này là thấy cô anh hữu chắc có mùi gì không? Tươi. Mùi tươi hả? Đức Phúc kêu là mùi tươi. Mùi tươi đúng không? Dạ đúng rồi. Mùi nổi tiếng danh vọng. Có hưởng thấy cái mùi đó không? Dạ. Có không? Có. Có đúng không? Sao bữa nay rụt rẻ vậy? Sao hát nhạc giật xong bữa nay em bị phong ấn. Tại sao? Đứa nào làm gì em? Tại vì lúc đầu em vô em nghe anh Song Lưng định làm gì em á, rồi cái em mới mai cái này lại nè để em. Khoan. Làm cho rõ vụ này, Song Lưng định làm gì người ta? Em có làm gì đâu. Em khen bộ outfit đẹp quá. Chứ có làm gì đâu. Chứ mới đầu em mặc cái áo trong bình thường à. Không. Trời ơi, cái này của Negip anh ơi. Làm cho rõ luôn, của ai? Trời ơi. Negip là cũ rồi, bây giờ là Dương Đô Mít rồi. Đúng không? Em không có. Nó đứng kế nãy giờ nó im. Thì ra cái người phỏng vấn là Dương, anh Đăng Dương. Không anh có. Làm gì em nuôi? Không, bình thường, hai đứa em bình thường. Em đang để cái vụ cái áo nè, mọi không người. Không, mọi người đừng có nói qua chuyện gì nha. Ba người này làm cho rõ ngay, đi rác đi cà phê nè. Đúng rồi đấy, thôi không đứng với bạn. Mọi người cao quá. Rồi, nhưng mà nói chung, hôm nay mở màn chung kết coi này được chưa ạ? Vô. Cảm ơn các bạn đã rất là enjoy tiết mục này và một tràng pháo tay nữa cho 16 anh trai chung kết và thank you dancers. Thank you anh em đó. Thank you dancers. Thank you dancers. Cảm ơn anh em nhiều ạ. Quá tuyệt vời. Thank you anh Lít. Hello hello. Can you need me as I scream your name? Rider không quên bài ấy nha. Tại anh nhìn em á. Captain ơi. Captain. Em nhớ cái lúc ấy xong em phải tách ra đây để anh còn vào chứ không em bị chồng hình anh. Tách cái nào ạ? Lúc mà anh em mình nhảy cái này. Đấy thì lúc ấy em phải tự tách sang bên phải. Để em đang quên động tác. Ừ. Okay. Anh đứng ở đối diện cái loa kia đúng không? Ta.
những yêu thương trong lòng cứ hoài đau đớn. Nè, bầm 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 bầm. Đúng không anh? Dạ đúng rồi, cái đó. Tăng tầm tâm tầm. Nà, 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 nà. Ok. Nà, nà. We live, we love, we lie. We live, we love, we lie. Lost in your mind. I wanna know, am I losing your mind? Never let me go. In this maze, not forever. Apart but still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere but never. Apart but still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Chỗ này có bắn lửa nha mọi người, cẩn thận nha. Chỗ này bắn pháo á. Bắn pháo mọi người. Ôi chỗ này bắn pháo bắn ơ đó. Có pháo ơ đi đi đi. Chạy. Mọi người ơi, chỗ này bắn pháo nha. Nguy hiểm lắm á. Bắn pháo á. Cẩn thận nhá, bắn lửa đó, cẩn thận nhá, đứng xa ra. Chơi đi nha. Nàng thơ Hà Nội đã mua đĩa ấy chưa? Thuê nó rẻ. Nàng thơ chơi chắc thật với nàng thơ ơi. Deep in the dark we will love in life. There's a gun inside me. Hot lên nào. Wow wow wow. Wow wow. Yeah! Gì vậy? Gì chi? Sinh cơm. Let's go. Như anh sao sáng nhất thiên hà, anh trai say hi. Yeah. Woo! Chiến thôi. Nhóm nhạc mấy người ta? 6 người hay 5 người? Được debut toàn năng với những trai đẹp nhất, xịn nhất. Và một quán quân quân trai C2. Quán quân anh trai C2, tôi đề nghị đưa cho anh Song Luân. Trong đêm concert quân trai C2. Quán quân sự già nua. Quán quân mà vượt qua bệnh tật. Đây là hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ cho Team Quang Hùng với ca khúc Tình Đầu Quá Chén nhá. Tình Đầu Quá Chén. Tình Đầu Quá Chén. Tình Đầu Quá Chén hả? Quá Chén. À, là những cái thùng hàng dễ vỡ đấy, còn những cái thác đồ dễ vỡ kiểu vậy. Cũng dễ thương, cũng dễ thương đấy. Chàng trai mong manh. Ủa thích cái áo của Quang Hùng thế. Hả? Thích cái, em thích cái áo của Quang Hùng, nói chung là em thích cái người làm. Hả? Cái bộ mấy bộ này. Nếu mà nói mà tiếng Phú Yên là tình đầu quá chén á, là chén. Tình đầu chán quá. Chán quá. Ủa vậy? Ủa chén quá hả? Tình đầu chán quá. Tình đầu chén, ủa là vậy hả? Tình đầu quá chán á. Có một bài tình đầu luôn. Cái gì? Có một bài tình đầu. Có tình đầu hả? Tình đầu Jack Lầu. Tình đầu gì? Bài em định làm đấy. Bài của phim. Tình đầu gì cơ? Jack Lầu. Jack Lầu hả? Là tiếng Hoa số 1. À. Mưa phải không? Mưa. Không ạ, không nghĩ đâu. Em biết kiểu như trong vô đây rồi đó. Kiểu như là lúc đó. Yêu quá. Thôi đi. Sao sao? Thế tiếng Quốc chưa đùa. Thế nó mới tạo một bài động rời đấy anh. Đúng rồi. Tin nhá, mà để một mình em viết em sẽ không bao giờ viết như thế luôn. Đúng rồi. Bởi vì em viết xong nhá, em sẽ phân vân. Nhưng mà khi trống lại em phân vân ấy, anh với anh Khang bảo là được đấy, phát là ok. Ok, đúng rồi. Dễ. Mày gáy là phải ba người cái kiểu gáy. Đúng rồi. Gáy chung nó mới ok được. Nhưng mà cùng tần số. Mày, sao lại em hiểu. Em hiểu là cái ý em muốn đưa ra nó là như nào. Đúng rồi. Ba mẹ là thấy kêu đi làm. Cho đi làm. Cho đi làm ở công nhân. Quá dài đi. Mà bài là quá dài được. Chuyển kênh. Chuyển kênh rồi. Quảng cáo cũng được, chúng ta xem quảng cáo cũng được đi.
và các bon cha dùm đi ạ. Anh em này miếng dài quá. Trời đất ơi, kể thế luôn đó. Ủa sao giọng bự vậy? Alo, trời nó vẫn bự. Dẫn đi đâu rồi? Gip dẫn đi đâu rồi? Đang kể tiểu sử luôn á. Kéo bây giờ đấy, Gip kể xong rồi khán giả ngủ luôn rồi dưới. Alo, mọi người cho cái mic của em nhỏ xuống được không ạ? Cô cứ nói xấu nhiều vào. Tiếp tục đi. Cô nói chuyện riêng với em đây này. Không nhiều nói vào. Xấu được. Thở cũng nghe. À, cuối cùng mà không hiểu gì nha. Like a star, như sao sáng nhất em. Lo, ok. Anh em. Như ánh sao sáng nhất tiên ơi. Gắp thú rồi, gắp thú rồi đó. Ê, tính ra nếu mà là cái bàn thật là nên gíp nó ba cái sân khấu có bàn rồi đó. Đúng rồi, cái bàn sân khấu Kashmir là một Kashmir. Cái bàn sân khấu mấy ngày rắc á, hip hop á, mấy weekend á. Không, trước đó. À, ngân nga. Đúng là cái bàn ngồi trên cái đấy á. Cái này cái bàn nữa. Bàn hay là cái... Thì thật sự thì hôm nay team của Quang Hùng muốn lặp lại lịch sử một lần nữa. Cũng giống như Catch Me If You Can. Đây chính xác là một bài hit thế giới. Không thể nào hit hơn nữa. Và hy vọng là mọi người sẽ... Em ơi, anh Rung em ơi. Nói vừa thôi. Ủng hộ tụi em nha. Gây quá. Captain là cái tuổi của nó là cái tuổi mà rất là dễ giảm, dễ tăng nữa. Muốn tăng lên cũng dễ mà muốn giảm gì cũng dễ. Chân nó to đúng không? Bắp chân năm nay to nhất 21 tuổi rồi. 23. Vâng. Cái gì? 21 tuổi. Em nhỏ nhất chương trình. Vâng. 23. 21 tuổi. Thôi nghe. Mình 32 tuổi. Anh lớn thế, anh 92 cơ. Ừ. Em anh 32 rồi á. Mình 32 mà. Ôi. Lớn dữ. Thế là anh em là, anh lớn hơn cả anh Cú em 1 tuổi. Là, ôi. Ừ đúng rồi. Anh 32 luôn. Thế sinh năm bao nhiêu ta? 92 mà. Không, anh Tú là cái tâm hồn bên trong là cũng là voi con kiểu. Ôi, kiểu mà ý là trẻ á. Trẻ. Không nhìn anh thì em nghĩ là cỡ tầm khoảng 28 29. Thế hả? Cỡ đấy. 94. Thế hả? Anh 92 đấy. Nhưng mà kiểu anh vô tư từ bé rồi. Từ bé xíu rồi anh đã như thế rồi. Người nó đã kiểu. Ôi thì nó trẻ trẻ lâu anh ạ. Ừ. Vui mà, mọi người khen vào mặt trẻ với cả thoải mái gì. Ngày anh có nhớ bài debut của anh Luân không? Cái gì cưới cưới ấy. Ồ thế hả? Cái bài gì mà hát ở trong tiệm tiệm cưới ấy, từ cái hồi mà ITV cơ. Thế hả? Anh còn có cái bài đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu là chính anh ấy đấy. Bài mãi về sau rồi. Chính, ừ. Bài là mãi về sau rồi. Rồi Rick nhìn cái hết giùm tao, hết chuyện giùm. Rồi lúc đó anh chở không hòa vô nổi. Câu chuyện ra không có hậu giờ nữa. Hồi nãy nó bắt đầu rất là cảm động mà ta. Nói tiếp. Vậy thì thôi, quý vị hãy nghe họ kể câu chuyện của họ bằng âm nhạc đi. Kể xong mà khán giả lạnh tanh luôn. Nói dữ quá. Vô nhạc đi chứ mất nhiệt mấy đứa. Anh Luân ơi, bài debut của anh tên là gì nhở? Cái bài mà anh ngồi trong hát ở trong tiệm cưới ấy, vài áo cưới ấy. Bài debut của anh. À, ngồi anh hát ở trong cái... tiệm cưới ấy, tiệm áo cưới ấy. Nếu em không về. Ủa, thế bài debut à? Người cuối cùng. Đúng rồi, người cuối cùng. Hát lại thôi nào, hát thử thế nào. Bài hay. Buồn mệt anh nhớ đến em thật nhiều. Mang giây phút mơ na 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 na. 15, 16 năm rồi em ạ. Ủa, 15, 16 năm rồi. Cỡ đấy. Anh vô nghề lâu lắm. Anh Sơn, mà nếu không về là... Vậy là anh debut trước tôi. Em lâu lắm rồi, em cùng thời với anh Huy. Vậy là tôi phải gọi anh là tiền bối. Hồi đó em cùng công ty với Huy á. Vậy là anh là tiền bối của tôi rồi. Vậy là tiền bối của tôi còn gì nữa.
Senpai! Senpai! Hiểu rồi. Hết lòng nha, chơi hết mình nha. Hết hồn nha. Chưa biết. Điều có thể tưởng tượng được. Top 2. Tất nhiên là top 2 rồi. Vì top 1 mọi người biết là đúng rồi. Là tối tối. Top 1 ở đây rồi. Top 20 là điều có thể tưởng tượng được. Yeah. Ở Việt Nam mình rất cái kiểu ngũ cung này. Đúng rồi. Cái kiểu chơi ngũ cung ở Việt Nam mình rất là chuộng. Có thể tưởng tượng được. Wow, Master D. Có lý do để hy vọng mà. Ok, có quá hay, có đây. Ba anh em nhá. Anh em lại chuẩn bị tinh thần coi siêu phẩm nha. Cố lên anh, cố lên. Game. Chơi vui nhá. Chơi vui. Hết sức nha. Tốt nha. Yeah, vào dòng cuối rồi. Tốt nha. Yes sir. Yes sir. Đấy anh ơi. Sao đây? Bye bye anh em nhá. Bye bye. Lóp nha anh, nhìn lóp nha anh. Lóp hoài anh ơi. Ôi. Lóp nha nhá. Lên đây. Nguyên team, nguyên team. Mọc cuối rồi, chuyển nhá. Chơi vui nhá, chơi vui. Sao? Ổn không? Eo ơi. Mọc cuối rồi, chơi vui thôi. Vui rồi, vui rồi, vui rồi. Để bọn em thắng được rồi. Không. Thôi để bọn em thắng được rồi. Không, thật ra là hai bài này tranh ba, hai, ba tư được này. Ê, nhì ba được này. Sai nè, sai nè, sai đó, sai. See ya bro. Break a leg, break a leg. Cố lên. Chiến đây, chiến đây. Chiến đây, chiến đây. Trời, cái người ấy là xương như em luôn anh em. Giác ơi, đi đâu vậy? Xong chơi ra vòng ngoài nước ngoài nó nổi bao nhiêu năm rồi? Không đủ bựa để chơi anh, đâu đủ bựa như anh em mình. Đâu bựa như anh em mình. Mình là chuẩn chỉ quá. Rồi em mang hết đồ ăn hơn nè, ở cái nhà lấy đồ ăn. Happy birthday. Thật đó. Trông trọi dưa nhỉ? Chọi dưa là cái gì kìa? Chọi dưa kiểu kiểu bói phú đấy anh. Ơi, anh em có để ở đâu không nhỉ? Không em chill đấy. Thật ra là đây là cái ngày em đi lấy giấy khai sinh thôi. Còn còn ngày em được đẻ ra là ngày 11 tháng 6. Em lấy ngày 11 tháng 6 sinh nhật em mọi người tổ chức rồi. Hôm qua thì CVU đấy. Nên là một năm em có hai sinh nhật. Ảo thật. Thế ngày sinh nhật đúng là bao nhiêu? 11 tháng 6. Thế là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Vì bị bấy lâu nay ở đâu, sao giờ mới được nhìn thấy nhau. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Chắc chắn là phải là xứng đáng là sao Hả? Những người chị Quyên. Thế anh chả mời ai hết á, vòng này bọn anh chill lắm. Vòng này viết xong trong chưa đầy một ngày. Ghê vậy. Thật mà. Ba thằng anh ngồi tí là xong luôn. Vậy thôi đấy, lần sau đấy. Sao cơ phải câu thế, phải câu thế. Em đã không có muốn ai ở bên. Mới đầu tính làm nhạc số mà sao càng ngày nó càng thấy nhạc anh căng quá ta. Nhạc anh bị căng phải không? Không. Vẫn là stream nhạc số được mà đúng không? Nhạc anh là nhạc stream mà. Cầm lè à. Tóc Phúc đẹp ghê. Tóc Quân cũng đẹp. Tóc hai bạn này là tóc giả thì nó ra sới gì không nói. Hai tóc cu này tóc thật mà nhìn đó, nó như tóc giả luôn. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9.